Chào tất cả các bạn xem chương trình livestream tối hôm nay. Hôm nay là tối tối sắp Tết rồi, 29 Tết rồi. Phần lớn là giờ này các bạn đã ở nhà và hơn ở gia đình và quê ba mẹ của mình. Và mình tin chắc rằng là hơn 90% những bạn đang xem là livestream Facebook này là các bạn cũng đã về quê rồi. Về quê hương của mình đúng không? Đang ở tại quê hương của mình, cái nơi mà gọi là chôn nhau cất rốn á, người ta gọi là chôn nhau cất rốn, cái nơi là ông bà tổ tiên của chúng ta, và các bạn giờ này thậm chí là các bạn đang ăn cơm với gia đình, bữa cơm sum họp với gia đình, và các bạn đang ở quê, phần lớn là không còn ở Sài Gòn này nữa, đúng không? Mình đã về quê hôm qua và mình đã vào lúc khuya hôm nay. Mình đã vào Sài Gòn lúc khuya hôm nay. Và trước khi bấm livestream này, chào bạn Sĩ Phú, chào bạn Trương Đức Phú, chào bạn Nguyễn Nhân. Trước khi xem livestream này, mà nói livestream này thì mình cũng mới vừa cùng với bạn gia đình mình, cùng với gia đình mình và gia đình của bạn Vũ Đức Trình đi đường Hoa Nguyễn Huệ về, và cũng mới làm tô phở để có cái không khí ngày Tết. Và bây giờ các bạn đang ở gia đình hay đang ở đâu thì các bạn hãy giới thiệu về mình đi, giới thiệu về mình, họ tên về mình, và hiện tại bạn đang ở đâu và đang về quê ở đâu, để chúng ta cùng nhau kết nối xem cái livestream này, để một buổi tối này nó rất là thú vị. Bạn Lộc Cà Long đang ở Sài Gòn, chắc là quê bạn đang ở Sài Gòn, mình thì cũng đang ở Sài Gòn. Tối hôm nay thì nói về cái chủ đề là 10 điều đang làm, 10 điều mà chúng ta phải nên làm, chứ còn không chúng ta phải hối tiếc, 10 điều chúng ta nên làm trong cái cuộc đời mà này, còn không chúng ta sẽ hối tiếc. Tối hôm nay là cái về cái không khí Tết, nên chúng ta nói những cái điều mà nó liên quan tới cuộc sống và con người nhiều hơn là chúng ta nói những cái điều mà nó liên quan tới kinh doanh. Nhưng mà nếu mà chúng ta làm tốt những cái nền tảng nó như vậy thì cái việc kinh doanh và cuộc sống chúng ta nó sẽ tốt. Đó là lý do mà mình nói này. Và ai đang xem livestream thì nói đi. Bạn Phong thì đang ở Bắc Ninh, các bạn về tới ngoài Bắc rất là xa xôi. Bạn Thái Ngô, ok, chúng ta giới thiệu và mọi người cùng biết nhau. Các bạn đang ở Quy Nhơn, Bình Định, ok, tuyệt vời. Vậy thì cái điều thứ nhất, một mà là điều thứ nhất là chúng ta đã ghi đi, chúng ta đã về thăm mồ mả tổ tiên ông bà chưa? Chúng ta cần phải hiểu cái nguyên lý này. Ngày Tết là cái ngày mà chúng ta mới có được cái thời gian, cái quỹ thời gian nghỉ ngơi, không quan tâm tới không việc, không bị cái công việc nó bận rộn nữa. Bạn Thái Ngô ở Hải Phòng, bạn Nguyễn Diệu, thì để chúng ta có được ngày hôm nay, chúng ta sống được ngày hôm nay, chúng ta có được cái sức khỏe, cũng như cái công việc chúng ta làm ngày hôm nay, thì chúng ta phải nhớ cái người đó là tổ tiên của chúng ta. Tổ tiên của chúng ta đã sinh ra ông bà của chúng ta, đã sinh ra bố mẹ của chúng ta, và nhờ vậy thì mới có ta. Thì đó là lý do mà những ngày này chúng ta cần phải dành cái thời gian cho cái việc này. Đó là lý do mà ngày hôm qua mình phải bay về nhà, mình thắp hương cho ông bà tổ tiên. Cái đó người ta được gọi là cái nền móng. Các bạn nên nhớ một điều là con người của chúng ta không có chết, đúng không? Chúng ta có chết thì chúng ta chết cái phần xác thôi, còn cái năng lượng của con người chúng ta nó vẫn còn ở. Ông bà chúng ta không có mất, ông bà chúng ta vẫn cứ, cái nguồn năng lượng của bà đó vẫn cứ theo chúng ta, vẫn cứ theo chỗ chúng ta. Và nếu chúng ta biết cách, chúng ta về thăm ông bà, chúng ta cúng kiến tổ tiên của chúng ta, thì cái nguồn năng lượng của bà sẽ theo ta, sẽ hỗ trợ ta. Còn nếu các bạn không làm cái việc này thì rất là đơn giản, các bạn không được cái nguồn lực hỗ trợ của ông bà. Thì nếu các bạn không được nguồn lực hỗ trợ của bà thì các cái nguồn lực khác nó theo mình và nó làm cho cuộc sống mình, cái nguồn năng lượng của chúng ta nó không có được tốt. Nên là cái điều này là cái điều mà
mà chúng ta bắt buộc phải làm, chúng ta cần cần phải làm. Các bạn có đồng ý với mình rằng là cái con người của chúng ta, cái thể xác của chúng ta là cái con người chúng ta là một cái sinh vật rất là đặc biệt, nó đặc biệt hơn các cái sinh vật khác. Trên dưới 100 năm thì chúng ta cần phải chết, mà cái gì chết đó chính là cái phần xác của chúng ta chết. Người ta gọi là cái thể nhục thân, cái thể nhục thân này chúng ta phải chết đi, chúng ta phải mất đi. Nhưng cái phần người thì nó không có chết được. Cái phần cái tôi của các bạn, cái năng lượng của bạn, những cái gì bạn tích tụ được á là nó thoát ra bằng cái thể khí, và nó tồn tại này ở trung quanh của chúng ta. Và ông bà ta cũng vậy, tổ tiên của chúng ta này luôn đang theo dõi và hỗ trợ ta bằng một cái cách gì đó. Các bạn ví dụ như là ông bà ta, nếu mà các bạn mà cúng ông bà, nghĩa là các bạn đang kết nối với cái nguồn năng lượng của ông bà, thì lúc đó ông bà mới hỗ trợ chúng ta được. Còn các bạn không cúng là các bạn không quan tâm tới nguồn năng lượng của bà, thì bà không hỗ trợ được. Và ông bà hỗ trợ bằng cái cách nào? Ví dụ như trong công việc làm ăn, ông bà nhìn, ông bà thấy, ông bà quan sát được hết, ông bà biết được hết. Tuy nhiên nếu mà cái nguồn năng lượng bạn kết nối với ông bà thì bằng cái dấu hiệu gì đó, dĩ nhiên là ông bà không nói được, nhưng bằng dấu hiệu gì đó ông bà thấy là cái hợp đồng làm ăn này nó không có được tốt, thì ông bà mới cảnh báo cho bạn là bằng cách là làm cho bạn đi đường kẹt xe, làm cho đi trễ, làm cho cái gì đó để cái việc đó nó không có diễn ra. Cái đó được gọi là cái hỗ trợ, cái đó được gọi là cái hỗ trợ của ông bà. Và nếu mà chúng ta biết cách chúng ta làm cái điều này thì cái cuộc sống chúng ta nó luôn luôn tốt, cuộc sống nó chúng ta nó luôn luôn tuyệt vời, nó luôn tốt. Đó là lý do mà các bạn cần phải có cái nền tảng bền vững, phải có nền tảng rất là bền vững. Vậy các bạn có dành ra những cái ngày nghỉ Tết này các bạn làm cái việc này chưa? Thắp nhang về thăm mồ mả, thắp nhang ông bà của chúng ta, tổ tiên của chúng ta, những người thân yêu của chúng ta đã làm cái việc này tốt chưa? Nếu chưa thì chúng ta hãy làm ngay. Cái việc này là cái việc chính đáng và cái việc chúng ta nên làm, bắt buộc phải làm. Cái điều thứ hai là các bạn ghi vô đi. Cái điều đầu tiên là về thăm thắp mộ tổ tiên ông bà, bắt buộc phải làm, và làm hàng năm thì quá tốt. Tại sao các bạn thấy các cái vị nguyên thủ quốc gia, các bạn thấy không tới cái ngày này, kể cả ở Việt Nam chúng ta và kể cả ở nước ngoài, các bạn thấy thủ tướng Nhật không ông đến cái đền của tổ tiên ông thắp. Các bạn có thấy các vị lãnh đạo của chúng ta mà tới ngày này là đi tới các nghĩa trang liệt sĩ để chúng ta thắp. Kể cả bên tôn giáo, ví dụ trong cái giáo xứ đó, trong một cái giáo xứ đó mà có cái người gì có cái người linh mục lâu đời họ đã mất, thì những người kia họ cũng thắp nhang, và cái người linh mục sau cũng thắp nhang cái người trước đó. Tất cả các tôn giáo, kể cả những người làm chính trị, bởi vì cái đó là cái nguồn gốc, người nào hiểu được cái nguồn gốc đó là người đó họ đang xây dựng được cái nền tảng về cái năng lượng tinh thần của họ cực tốt. Một cái câu hỏi đặt ra là chúng ta đã ưu tiên làm cái việc này hay chưa. Cái câu hỏi thứ hai, cái điều thứ hai là chúng ta giải quyết những cái mâu thuẫn trong gia đình. Cái điều thứ hai, sẵn dịp năm mới Tết về đây này là cái cơ hội mà người ta dễ tha thứ nhất. Chúng ta có cái mối nào không vui trong gia đình, chúng ta có cái gì đó không vui với anh chị em, với bà con, với những người chúng ta không biết, thì ngay cái việc năm mới này là chúng ta gặp nhau để chúng ta giải quyết, chúng ta xin lỗi, chúng ta chúc Tết nhau, chúng ta mừng nhau, để chúng ta đừng có để nó quá lâu và đừng có để nó đi ăn sâu vào, cái điều đó nó không có tốt. Và nhân cái dịp năm mới này người ta sẽ bỏ qua hết,
người ta sẽ bỏ qua hết, người chả ai mà đi ghim gút vào cái năm mới, người ta không có muốn cái việc này nó xảy ra. Tối hôm nay là những điều nó mình gửi đến các bạn là những điều nó vô cùng đặc biệt. Bạn nào mà chịu khó xem cái livestream này tối nay, và các bạn nào mà chịu khó chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn xem đầy đủ hết tối nay, thì cuộc đời các bạn, bạn đang xây dựng cho mình những cái nền móng và những nền tảng rất là vững chắc, vô cùng vững chắc. Vậy thì cái chúng ta nó như thế nào chúng ta nhân cái cơ hội này, chúng ta gửi một cái thư chúc mừng năm mới đến cho những cái người mà trước nay vì một cái lý do nào đó chúng ta không dặn nhau, vì một lý do nào đó chúng ta hiểu lầm về nhau, vì một lý do nào đó chúng ta không còn nói chuyện với nhau nữa, thì thông qua cái Tết này các bạn hãy gửi, đặc biệt là gửi cái thư tay, một cái thiệp, các bạn viết một cái thư chúc mừng năm mới và chúc cho cái sự làm ăn thịnh vượng đó. Các bạn cứ làm việc đúng với những cái gì suy nghĩ, cái tâm và cái năng lượng của bạn muốn gửi đến cái việc đó, chứ đừng có nghĩ tới cái việc là người ta cũng còn đang giận mình, bực mình chỉ làm với cái năng lượng mình muốn nghĩ thôi. Thì khi mà cái năm mới tới này, người ta rất là nhanh chóng, thậm chí cả các đối tác của các bạn, những khách hàng của các bạn, những người mà lâu nay chúng ta không làm ăn với nhau nữa, những người lâu nay họ đã không làm ăn với các bạn nữa, tự nhiên họ mua hàng rồi họ đâu mất tiêu đi, thì đây là cái cơ hội để các bạn kết nối. Thậm chí nhân viên cũ của các bạn, bạn nào đang làm chủ doanh nghiệp, những nhân viên cũ của các bạn, những người nhân viên mà trước kia có thể là làm cho bạn bực mình ABC đó, thì nhân cái dịp năm mới này bạn nghỉ xả hết, bạn thả lòng ra, bạn như thế nào bạn hãy gửi một cái thiệp chúc mừng, gửi một vài cái tin nhắn. Nếu mà chúng ta viết cái thư tay nữa thì tuyệt vời. Các bạn có sẵn sàng làm cái việc này chưa? Quan trọng là cái suy nghĩ và cái tư duy ở trong cái ngữ của chúng ta thôi. Chúng ta phải sẵn sàng làm cái việc này. Các bạn có thể vừa xem và các bạn vừa nốt xuống cái bài học xuống dưới cái comment. Mình biết là hôm nay là cái ngày Tết, cái không khí Tết, nên là các bạn cũng không thực sự tập trung lắm. Nhưng mà lưu ý cái điều này thì rất tốt. Và các bạn thấy do cái không khí Tết nên trên bàn mình các bạn thấy nó cũng khác các bạn thấy không? Mấy bữa mình livestream thì cái khung cảnh khác, bao giờ livestream khung cảnh khác các bạn thấy không trên bàn mình đây là một cái cành hoa đào của Nhật. Hoa đào này chính hoa đào của Nhật, từ bên Nhật về luôn, nhập từ bên Nhật về. Và cái này là hoa lan hồ điệp, cái cành lan hồ điệp các bạn thấy chưa? Các bạn thấy ở ngay cái góc, ở ngay góc phía bên này các bạn thấy chưa? Góc này là các bạn thấy có cái gì cái cây tắc. Và mình ngồi ở ngoài phòng khách, mình live stream với cái không khí của ngày Tết nó khác ra. Và các bạn cũng đảm bảo rằng là với cái không khí ngày Tết, ok, chúng ta cần phải gì cần phải biết cảm ơn, cần phải biết tạ ơn, cần phải làm một cái điều gì đó. Cái điều thứ ba mà các bạn cần phải làm. Bạn Bùi Đình Phúc đang ở bên Nhật, hiện tại rất lạnh thầy ơi. Ok, bên Nhật thì giờ này là lạnh rồi. Viết thư tay cho đồng nghiệp, những người đã buồn hoặc giận mình. Ok, tuyệt vời. Ngoài Bắc gọi là cây quắt, đúng rồi. Có bạn nào có muốn live stream chung với mình, gửi lời chúc Tết chung với tất cả các bạn trên khắp mọi miền đất nước không ạ? Thì mình sẽ mời các bạn đúng không, cùng xuất hiện trên live stream này. Mỗi người chỉ có khoảng 30 giây đến 1 phút thôi. Rồi các bạn như thế nào các bạn live stream đến người đó, ok chưa? Mình mời các bạn để các bạn live stream đến người đó, ví dụ vậy. Có bạn nào ấy không thì bảo mình biết. Có bạn nào có mình ấy không? Cái cách nào đây? Mời. Và cái cách nào đây? Từ từ bên Facebook mà làm sao mà tự nhiên nó rồi rồi, ok.
có bạn nào có thể là cùng nhau xem cái cùng nhau chúc Tết với mình không, xem cái live stream không? Bạn nào mà cùng nhau có thì báo cho mình, kết nối với mình và các bạn cùng nhau bật lên trên cái live stream này luôn, và các bạn chúc Tết mọi người thì đó rất tuyệt vời nữa. Rồi bây giờ để tiếp tục thì mình nói tiếp cái điều thứ, và các bạn nào được thì các bạn cùng nhau kết nối, cùng nhau kết nối lên live stream và các bạn cùng nói luôn thì tuyệt vời hơn nhiều. Có bạn nào ở cái đầu bên kia là muốn live stream, muốn nói lên này không ạ? Rồi bây giờ tiếp tục ha. Cái điều tiếp theo nữa là các bạn đã đi đi làm gì ạ? Làm từ thiện. Làm từ thiện nhân cái dịp Tết này chúng ta đi làm từ thiện không? Nhưng mà tuy nhiên thì mình không nói, mình không có dùng cái từ là làm từ thiện. Từ thiện nghĩa là bố thí. Bố thí thì mình không thích dùng cái từ này. Phần lớn là chúng ta nói là chúng ta làm từ thiện. Từ thiện nghĩa là gì? Là nghĩa là chúng ta cho rằng chúng ta làm cái việc thiện. Hoặc là từ thiện nó cũng có nghĩa là bố thí, nghĩa là chúng ta dùng cái tiền đó chúng ta cho ai đó. Hoặc là chúng ta làm từ thiện nghĩa là chúng ta mang cái góc độ rằng là chúng ta là người có tiền hơn, chúng ta là người thành công hơn nên chúng ta đi giúp đỡ ai đó. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta đi giúp đỡ ai đó nên là chúng ta mới dùng cái từ từ thiện. Mình thì mình không có dùng cái từ từ thiện mà mình dùng một cái từ. Và nếu bây giờ các bạn mà ngộ ra được cái từ này và các bạn cảm nghiệm ra được cái từ này thì các bạn sẽ dùng một cái từ mới. Mình dùng cái từ gọi là từ gì ạ? Từ trả ơn. Từ trả ơn. Trả ơn có nghĩa là gì ạ? Bạn dùng một ít vật chất, bạn dùng công sức, bạn dùng một ít tài chánh tiền của gì đó. Các bạn đi cho ai đó, thì chúng ta dùng cái từ cho là nó mang cái tính chất chúng ta cũng là trịnh thượng lắm. Mà mình dùng cái từ là chúng ta đi trả ơn lại cho đời. Chúng ta có được ngày hôm nay là công sức đóng góp của rất là nhiều người. Dĩ nhiên cái người mà họ đã giúp chúng ta, họ không phải ngồi để họ chờ chúng ta mang cái gì đó lại cho họ, thì chúng ta dùng những cái gì chúng ta đang có đó, chúng ta đi làm từ thiện gửi lại cho người khác, nghĩa là chúng ta trả ơn lại cho đời. Nghĩa là chúng ta đang nợ ơn. Trả ơn nghĩa là chúng ta đang nợ ơn và chúng ta phải trả lại. Các bạn không? Chúng ta phải đi trả lại. Còn nếu mà chúng ta nói rằng là chúng ta từ thiện, chúng ta cho đi để chúng ta được nhận lại, là cái mà đó là một cái suy nghĩ mà có lẽ là chúng ta đang là kẻ bề trên quá, mà chúng ta phải nhìn với góc độ rằng là chúng ta đã nhận ơn rồi, chúng ta đã thực sự nhận ơn rồi, chúng ta có được ngày hôm nay là chúng ta có rất là nhiều ơn phúc của nhiều người giúp lại ta, cũng có thể là người thầy của chúng ta, có thể là người bạn của chúng ta, có thể là khách hàng của chúng ta, có thể là một vị ân nhân nào đó của ta. Chấm 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 rất là nhiều điều, và để chúng ta có được ngày hôm nay là chúng ta đã nợ ơn người khác rồi. Và chúng ta nợ ai đó chúng ta không thể biết được, nhưng cái nhiệm vụ của chúng ta là phải đi trả ơn. Nên là một cái góc nhìn nó hoàn toàn khác, và nếu mà bạn có cái góc nhìn này thì các bạn làm việc với một cái thành tâm, và bạn mong muốn được trả ơn, bạn khát khao làm cái việc đó. Còn còn bạn nghĩ cái từ là cho đi á, là bạn bạn sẽ không gì ạ, bạn sẽ nghĩ là bạn mất đi, bạn sẽ nghĩ bạn mất đi,
nó bạn không có khát khao bạn cho đi à, mà bạn nghĩ cái từ là trả ơn á thì bạn sẵn sàng bạn cho, bạn sẵn sàng, bởi vì mình cần phải. Và người nào mà trả ơn càng sớm thì nó như thế nào à, thì cái năng lượng của chúng ta nó càng tuyệt vời, cái năng lượng chúng ta nó càng tràn đầy à. Cũng như là hồi nãy mà nói là các bạn đã thắp nhang cho ông bà ba mẹ chưa à, và cái hành vi mà thắp nhang cho ông bà cha mẹ đó là hành vi chúng ta trả ơn lại cho ông bà cha mẹ của chúng ta à, nhờ có ông bà cha mẹ mới có ta à. Nên cái việc này là cái việc mà nó rất là ý nghĩa, và cái hành trình mà các bạn à, đi làm từ thiện đó là các bạn đang tích cho mình một cái phúc, một cái phúc nó rất là lớn à, một cái phúc cho cái cuộc đời của mình đó các bạn à. Và các bạn thấy là có phúc thì chúng ta mới có gì ạ à? À, mới có tất cả trong cuộc sống đúng không ạ? Cạn phúc là tiêu à, nên là chúng ta đã đi trả ơn à, đi làm từ thiện là một cách chúng ta trả ơn những cái người à, mà chúng ta cần phải làm và cuộc sống chúng ta cần phải làm. Và khi các bạn làm việc đó là các bạn đang xây dựng được cái nền móng trong chính cái con người của mình à, bạn xây dựng được cái nền tảng của người của mình nó rất là vững chắc. Cái đó người ta gọi là cái gốc của con người à. Cái điều một là mình nói là tổ tiên đúng không à, chúng ta phải đi thắp nhang, đi cúng bái tổ tiên của chúng ta à. Cái điều thứ hai là mình đi giải quyết những cái mối à, hiểu lầm, cái mối hận thù với những người xung quanh của chúng ta. Cái điều thứ ba là chúng ta phải đi trả ơn lại cho đời à, chứ không phải là nói cái từ làm từ thiện à. Và nếu bắt đầu từ giờ các bạn ngộ ra được cái từ từ thiện hay là cái từ cho đi là bằng cách các bạn nghĩ rằng cái việc đó là chúng ta, cái việc chúng ta đi trả ơn lại cho đời, thì cái điều đó nó ý nghĩa với cuộc đời của bạn nó vô cùng à. Và các bạn sẽ không thích cái từ từ thiện ngay, các bạn cũng không thích cái từ cho đi ngay. Cho đi là làm như là chúng ta đang có vậy á, mà thực sự chúng ta có được ngày hôm nay là chúng ta đang nợ ơn của rất là nhiều người à. Nên à, các bạn cảm nghiệm ra điều này là cái điều đó nó vô cùng ý nghĩa. Cái thứ tư mình cũng gửi đến các bạn là các bạn đã lập ra cái bàn thờ à, cái bàn thờ tổ tiên ông bà ngay trong nhà của các bạn chưa à. Mình thì mình cũng có cái lỗi điều này à, tại vì ở gia đình ba mẹ mình đã làm rồi à, trong cái căn nhà của mình á thì mình có cái bàn thờ về Thiên Chúa Giáo thôi à, và mình nhất quyết à, Tết này à, xong là mình sẽ lập cái bàn thờ của ai à, bàn thờ của ông bà mình, gọi là bàn thờ tổ tiên, bàn thờ gia tiên à, một bên là bàn thờ, một phía bên là bàn thờ của phía bên mình, một phía bên là bàn thờ của phía bên vợ mình à. Các bạn cho chúng ta gì ạ à? Chúng ta cần phải gì, nhớ ơn và hướng về tổ tiên nguồn cội, thì như vậy chúng ta mới kết nối với ông bà được à. Chúng ta mới cái bạn nên nhớ rằng là chúng ta không thể có được cái nguồn năng lượng tuyệt vời khi chúng ta mất đi cái gốc à. Các bạn thấy là những gì chúng ta đang có ngày hôm nay, ví dụ như là các bạn thấy chúng ta thấy có cái hoa đẹp này, chúng ta thấy cành hoa đẹp này, chúng ta thấy chúng ta có cái nhà đẹp, chúng ta thấy chúng ta có cái xe đẹp, thì tất cả những gì chúng ta thấy đó nó đang là cái gì ạ à? Nó đang là cái hoa trái à, nó đang là cái hoa trái à. Cái giải thì ở đâu tạo ra cái hoa trái đẹp đó, cái vấn đề ở đây là ở đâu tạo ra cái hoa trái đẹp đó à. Chúng ta có được cái nhà thì một câu hỏi là ở đâu tạo ra được cái nhà đẹp đó. Chúng ta có được sức khỏe tốt thì ở đâu tạo ra cái sức khỏe đó à.
Chúng ta cứ lo đi tìm sức khỏe mà chúng ta quên rằng cái gốc của chúng ta nó là cái gì. Chúng ta có được cái cuộc sống ngày hôm nay nó tuyệt vời thì một cái câu hỏi đặt ra là ở đâu tạo ra cái điều tuyệt vời đó. À, nên ý ở đây mình muốn gửi đến các bạn một cái điều rằng là chúng ta hãy gì ạ? Hãy tạo ra cho mình ở trong cái nhà của mình á, một cái bàn thờ tổ tiên, một bàn thờ gia tiên để con cái của chúng ta, chính chúng ta phải luôn hướng về ông bà, hướng về tổ tiên của chúng ta để nguồn năng lượng của tổ tiên, ông bà chúng ta luôn kết nối, luôn hỗ trợ của chúng ta. Đó là một cái điều nó rất là ý nghĩa các bạn ạ. Nó vô cùng ý nghĩa. Vậy thì bạn nào chưa lập thì chúng ta lập, bạn nào có rồi thì chúng ta làm. Rồi, vậy là cái điều thứ tư. Cái điều thứ năm vừa rồi là mình nói tới cái gì ạ, là tổ tiên đúng không? Cái điều tiếp theo là mình nói đến là cái tổ ấm. Hôm nay mình đang nói tới cái gốc của các bạn mà. Cái tổ ấm chúng ta đã ngày đêm xây dựng cho cái tổ ấm của chúng ta nó tốt chưa? Tốt, trước tiên là nó tốt về mặt vật chất, sau đó nó tốt về mặt tinh thần. Tại vì các bạn có đồng ý với mình rằng là cái tổ ấm là cái nơi mà tạo ra cái nguồn năng lượng để chúng ta làm việc và chúng ta phát triển mỗi ngày không ạ? Mình đang ở Sài Gòn bạn 7. Các bạn có đồng ý ra điều này không ạ? Vậy thì các bạn có dành cái giây phút các bạn ở với gia đình của mình, các bạn ngày đêm suy nghĩ làm sao để tạo ra cho cái tổ ấm mình nó càng ngày nó càng tốt chưa? Và bạn nào mà chưa có tổ ấm thì các bạn cứ trăn trở để suy nghĩ xây dựng cái nền móng là cái tổ ấm của mình nó tuyệt vời chưa? Hay là các bạn những cái bạn độc thân á, các bạn thôi chứ những cái người độc thân á là dù họ giỏi cỡ nào thì họ cũng rất là mong manh, bởi vì họ thiếu đi cái tổ ấm, nghĩa là cái gốc của họ nó vẫn có lung lay. Cái gốc của họ nó không có bền vững. Và nếu các bạn đã có tổ ấm rồi thì các bạn đã ngày đêm các bạn đã xây dựng được cái cuộc sống đảm bảo cho cái tổ ấm đó chưa? Hay là bạn cứ tèn ngày này qua ngày nọ cuộc sống như vậy là đủ rồi, chúng ta không xây dựng mà những cái cơ sở nền tảng cho cái con cháu của chúng ta. Tại sao ông bà ta hồi xưa các bạn thấy chưa, cuộc sống hồi đó cơ sở vật chất nó thiếu thốn nhưng mà ông bà chúng ta rất là mạnh mẽ. Bởi vì sao ? Ông bà của chúng ta, ông bà chúng ta có con cháu rồi rất là đề huề. Tại sao các bạn thấy là có một số gia đình, đặc biệt là ở Việt Nam của chúng ta thì các cái gia đình ở phía Bắc, có một số gia đình ở phía Bắc, đặc biệt là ở Nghệ An, ở Hà Tĩnh, ở Ninh Bình rồi đó, Nam Định rồi đó, thì người ta có những cái gia đình và con cháu thành công rất là đều. Và các bạn nhìn vào rõ ràng những cái gia đình đó là họ có ba mẹ đó đã xây dựng được những cái tổ ấm nó rất là tốt. Con cái nó yêu thương nhau, nó bảo trợ nhau, đứa lớn giúp đứa nhỏ, nó bảo trợ nhau. Khi tổ ấm tốt thì nó tạo ra cái sợi dây tinh thần nó rất là tuyệt vời, và nó giúp cho con cháu chúng ta thành công, nó giúp cho chính các bạn cũng năng lượng rất là dồi dào, bởi vì lúc đó các bạn có cái nguồn năng lượng rất là tốt, năng lượng nó mạnh mẽ vô cùng. Cái đó người ta gọi là cái nguồn năng lượng gốc. Thì chúng ta đã tiến hành làm những cái việc nó như vậy chưa, kết nối nó như vậy chưa? Vậy thì hồi nãy giờ mình chia sẻ các bạn thấy có hữu đó, cái live stream tối hôm nay mình nói các bạn thấy nó có hữu đó không ạ?
các bạn có nhận ra được cái bài học gì, các bạn đã vỡ ra được cái bài học gì? À, đúng rồi bạn Thiện Phước. À, các bạn có cảm nghiệm ra được cái điều gì tuyệt vời? Một cái từ khóa hồi nãy giờ mà các bạn nhận được, một cái từ khóa mà nó giúp cho bạn tương tác, các bạn vỡ ra đó là cái từ khóa gì? À, vừa rồi mình chia sẻ với các bạn, mình cũng sẵn đây mình cũng sẽ giới thiệu về các bạn một chút xíu. Những bạn nào mà chưa biết mình, bạn nào mà biết mình thì tuyệt vời, bạn nào chưa biết mình thì thông qua đây các bạn cũng biết mình. Mình là tác giả của quyển sách Vượt Biển Lớn, mình tên là Nguyễn Thái Duy, tác giả của quyển sách Vượt Biển Lớn. Mình chỉ giới thiệu 5 phút thôi trước khi mình nói tiếp 5 điều nữa. Mình tên là Nguyễn Thái Duy, đây là quyển sách Vượt Biển Lớn, cái cách khởi nghiệp từ 5 xu. Bạn nào mà đọc cái quyển sách này thì nó làm cho bạn khát khao ra làm kinh doanh, chọn con đường làm chủ doanh nghiệp. Cái quyển sách thứ hai của mình, bạn Quý Đỗ, cảm ơn bạn. Cái quyển sách thứ hai của mình là cái quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi. Ở đây mình chia sẻ cho bạn 101 bài học trong cuộc sống và trong kinh doanh. Chào bạn Vượng. Cái quyển sách thứ ba của mình là cái quyển Bán Hàng Online Ngay. Ở đây mình chia sẻ bạn 101 bài học trong kinh doanh. Quyển sách thứ tư là quyển sách bằng tiếng Anh, Beyond the Way. Ngay bây giờ các bạn trên khắp mọi miền đất nước, các bạn nào mà sẵn sàng mua ba cái quyển sách này, giá bìa của nó là 310.000, 330.000, quên đi, 330.000, sẽ gửi đến nhà các bạn trên khắp mọi miền đất nước, free ship cho các bạn luôn. Thì các bạn sẽ được add vào một cái group, là group của những người có sách. Trong cái group này, những cái live stream, những cái bài học kinh doanh mình sẽ đưa hết vào trong cái group này. Và qua Tết thì mình sẽ chia sẻ cái lớp kinh doanh và khởi nghiệp ở trong cái group đó. Các bạn có cơ hội kết nối rất là nhiều người trên khắp mọi miền đất nước này ở trong cái group đó. Mình đang xây dựng cái group đó. Sách gửi về nhà thì các bạn được trả tiền cho cái người ship luôn. Bạn nào muốn mua thì rất là đơn giản, các bạn chỉ cần gõ cái số điện thoại xuống. Và qua Tết là như thế nào qua Tết là sách sẽ gửi đến nhà các bạn thôi. Các bạn đọc từng bước và các bạn sẽ ngộ ra và các bạn chọn cái con đường làm kinh doanh. Rồi mình sẽ gửi đến các bạn vậy. Và sắp tới thì mình triển khai thêm cái lớp làm chủ doanh nghiệp học online qua live stream. Thì các bạn nào add vào trong cái group đó, rồi mình chia sẻ cái lớp căn bản miễn phí trong cái group đó, rồi các bạn học lớp nâng cao thì bắt đầu các bạn mới đóng phí chuyển sang group nâng cao. Nên là các bạn nào quan tâm thì các bạn add cái số Zalo 0937939598, các bạn chat với người phụ trách. Ok, phút quảng cáo hết và bây giờ mình đi tiếp. Cảm ơn bạn Quý Đỗ, thật tuyệt vời, nếu một sáng trong veo được cùng thầy trò chuyện. Ok, cảm ơn bạn Quý Đỗ nhiều. Các bạn thấy không bạn Quy đổi nhiều. Các bạn thấy không Vậy thì nó như thế nào? Vừa rồi mình nói các bạn từng bước đó. Và cái tiếp theo đó là tổ quốc. Vừa rồi mình nói là tổ tiên đúng không? Tổ ấm, tổ quốc. Nếu mà các bạn mà nghĩ đến một cái từ, cái điều thứ 6 mình muốn gọi đến các bạn, đó là cái từ tổ quốc. Và nếu các bạn mà có cái suy nghĩ về cái từ tổ quốc thì rõ ràng cái đầu của các bạn, cái suy nghĩ của bạn, cái tầm nhìn của bạn nó càng ngày nó càng lớn ra, nó càng mạnh mẽ ra, nó càng tuyệt vời ra. Bạn thoát ra khỏi cái cá nhân của mình, bạn thoát ra khỏi cái gia đình của mình, và bạn nghĩ đến cái việc lớn hơn, đó là tổ quốc. Những cái cầu thủ bóng đá vừa rồi, các bạn nào đam mê bóng đá, các bạn xem bò bóng đá, những cái cầu thủ đó như thế nào Họ hy sinh, họ làm việc hết mình vì tổ quốc. Họ đá bóng vì cái vinh dự của tổ quốc. Chúng ta được sống ở cái đất nước Việt Nam này, trước tiên chúng ta phải cảm ơn tổ tiên của chúng ta, những người đã khai sinh ra cái bờ cõi này, những người đã ngày đêm bao nhiêu ngàn năm để bảo vệ cái đất nước, cái tổ tiên của chúng ta, cái làng xóm của chúng ta, cái dân tộc của chúng ta, nơi chúng ta đang sống này.
chúng ta phải biết ơn đến Tổ quốc. Cái từ Tổ quốc là nó liên quan tới gì? Các đời vua hùng, các đời vua trước đây đã ở trên đất nước này, và dù họ đã mất thì cái xác họ mất, cái nguồn năng lượng họ vẫn đang ở trên cái chính cái mảnh đất này. Tại sao bao nhiêu đời, các bạn thấy chưa, ở cái mảnh đất An Nam của chúng ta, người Trung Quốc gọi là An Nam, ở cái mảnh đất của chúng ta, một cái mảnh đất rất là nhỏ bé, một cái dân tộc, các bạn thấy bao nhiêu này, nhưng mà các bạn thấy chưa, ở bên kia người ta đánh hoài, người ta đánh bao nhiêu đời không có được. Các bạn có biết cái từ là hồn thiên sông núi? Hồn thiên sông núi đó chính là gì? Đó là cái nguồn năng lượng của các cái thế hệ, các đời vua chúa đó để lại. Khi mà họ thấy cái dân tộc Lâm Nguy đó, thì họ truyền cái năng lượng đó xuống cho một cái nhân vật nào đó. Họ thông thái, họ thông tuệ ra để họ như thế nào giúp cho bảo vệ đất nước. Các bạn thấy bao nhiêu đời rồi chúng ta cũng bảo vệ được đất nước. Cái đó là cái, và người nào mà biết nghĩ tới cái từ Tổ quốc thì cái người đó các bạn sẽ mạnh mẽ hơn. Nó là các bạn những ngày Tết này, nếu mà chúng ta không làm lớn được thì chúng ta cũng làm được cái việc nhỏ, là chúng ta đi xem những cái đền điền, những cái nơi mà có đền của vị vua hùng, những cái người mà khai sinh ra cái Tổ quốc đó, cái làng đền đó, chúng ta phải như thế nào chúng ta gửi cái nguồn năng lượng về họ, chúng ta tạ ơn, chúng ta biết ơn với cái Tổ quốc của chúng ta, thì chúng ta như thế nào chúng ta năng lượng chúng ta mạnh mẽ hơn, chúng ta khát khao để chúng ta làm việc hơn. Đó là những cái con người mà họ có một cái suy nghĩ rất là rộng lớn, rất là cao xa. Họ không còn suy nghĩ nhỏ nhoi nữa. Và khi các bạn làm được việc đó thì các bạn đang xây dựng cái nền móng cho mình, nó tốt lắm các bạn nền móng tốt vô cùng. Các bạn đang xây dựng được cái nền tảng rất là vững chắc. Cái này nó tối nay mình nói về cái chủ đề này để mình mong muốn rằng là các bạn có một cái góc nhìn và một cái tư duy hoàn toàn khác. Hồi nãy giờ các bạn đã nhận ra được cái bài học, một cái từ khóa gì hay thì các bạn comment xuống. Các bạn nghe ra không, các bạn không comment, mình thấy các bạn comment thì các bạn càng vui. 10 điều chúng ta cần làm trong đời mà. Hồi nãy giờ mình nói cái nền tảng, bây giờ mình nói tới cái nền tảng về vui chơi. Vậy thì cái điều tiếp theo, cảm ơn bạn Phúc nhiều. Cái điều thứ bảy là cái điều tiếp theo là các bạn đã khát khao đi chơi đi đâu đó, các bạn khát khao có một cái kỳ nghỉ tuyệt vời. Vậy các bạn đã làm cái việc này chưa? Cái điều thứ bảy là tìm kiếm cho mình những cái kỳ nghỉ rất là tuyệt vời, trả lại cho cuộc sống của mình. Và khi các bạn làm như vậy thì cái năng lượng của bạn nó mới mạnh mẽ. Năng lượng của bạn nó mới tốt. Các bạn đã có cho mình những cái kỳ nghỉ tuyệt vời chưa? Đó, giống như mình này, là tối mốt là mình bay đi Hà Lan. Mình tìm kiếm những cái kỳ nghỉ nó tuyệt vời. Năm trước nữa thì gia đình mình ăn Tết ở Dubai. Các bạn chưa? Chúng ta hãy đến những nơi đất nước đó, đến những cái khu vực đó, thấy người ta phát triển như thế nào, thấy tổ tiên người ta đã xây dựng đất nước đó nó như thế nào, thấy con người đó, dân tộc đó, người ta thành công như thế nào. Thì khi mà các bạn về nước, nó là những cái kỳ nghỉ đó, là những cái kỳ mà chúng ta học hỏi, chúng ta tiếp thu. Nó vừa trả lại cái nguồn năng lượng cho chúng ta, nhưng nó vừa giúp cho chúng ta những cái bài học mới về cái dân tộc của người ta, về đất nước của người ta, về cái làng quê của người ta, về cái cách mà người ta đi lên và người ta thành công nó như thế nào. Cái kỳ nghỉ nó không đơn giản. Dĩ nhiên là cái kỳ nghỉ tuyệt vời, nó là cái kỳ nghỉ tuyệt vời rồi,
Nhưng kỳ nghỉ đó là một cái sự trải nghiệm, đó là một cái sự bài học. Tất cả những cái điều đó đều tích lũy vào bên trong cái con người của các bạn. Nó tích lũy vào trong cái gen của các bạn, nó tích lũy từ vào trong cái ADN của các bạn, rồi nó sẽ truyền cho con cháu của các bạn. Nó không có mất mát ở đâu đâu mà bạn sợ. Tại sao một người ở nông thôn, các bạn thấy chưa, tại sao một người ở nông thôn họ không tiếp cận được cái văn minh nhiều, họ không tiếp cận được cái văn hóa nhiều, họ không đi trải nghiệm nhiều, rồi họ cũng không biết nhiều, rồi tới cái con của họ nó cũng vẫn như vậy. Các bạn có đồng ý với mình rằng là để chúng ta truyền thụ một cái kinh nghiệm, một cái kiến thức gì đó, đặc biệt là về kinh doanh, cho một người ở Sài Gòn và họ có nhiều trải nghiệm va vấp, nó dễ hơn là truyền thụ cái bài học kinh doanh cho một người họ ở nông thôn và họ ít học hành không? Cái người nào nhanh hơn? Dĩ nhiên lâu lâu mới có một vài người ở nông thôn họ giỏi thôi, cái đó là cái số rất là ít thôi. Bởi vì những cái người mà họ đi nhiều nè, họ trải nghiệm nhiều nè, và cái đời ba mẹ của họ, họ đi, họ va chạm nhiều, họ trải nghiệm nhiều, thì cái điều đó nó đã được ghi nhận và nó tích lũy vào trong cái gen của năng lượng, và cái điều đó nó đã được truyền lại cho cái đứa con, và cái đứa con đó, nó cũng được duy trì. Tại sao cái thế hệ người bố đó mà họ đá banh tốt, họ đá banh đồ tốt, thì tự nhiên sang đứa con nó rất là dễ không? Tất cả những điều đó nó được ghi lại hết. Những cái điều mà mình làm bây giờ nè, những điều mà mình làm bây giờ nè, thì nó cũng được ghi nhận, là nó truyền lại trong cái gen, nó truyền nguồn năng lượng lại cho những đứa con của mình thôi. Nó không có mất mát đi đâu hết. Nên là chúng ta sẵn sàng phải trải nghiệm cho mình những cái kỳ nghỉ nó rất là tuyệt vời. Bạn Hồng Dư nói là em đã nhận được sách rồi, tuyệt vời em. Còn chúng ta cứ ngồi suy nghĩ, tính toán, sợ rằng là chúng ta không có tiền, không có chi phí, rút cuộc rồi cuộc đời chúng ta không có cái gì hết. Hãy lên kế hoạch để làm những cái việc đó. Và khi cái nguồn năng lượng của bạn tốt thì tiền của bạn nó sẽ về. Cái trải nghiệm của bạn nó phong phú thì như thế nào cái khả năng các bạn xử lý những cái vấn đề trong cuộc sống nó tốt, và đó là cái cơ hội để bạn làm ra tiền. Còn bạn thiếu những cái kinh nghiệm, bạn thiếu những cái khả năng thì làm sao các bạn làm được? Đó. Cái điều thứ 8 là có những cái món ăn nào mà bạn chưa ăn, có những món uống nào mà hồi giờ bạn chưa uống, thì bạn hãy một lần trong đời bạn thử đi. Đừng bao giờ mà cái giới hạn mình xung quanh suốt tháng chỉ có ăn uống mấy cái món quen biết đó hoài. Cuộc đời mà chúng ta đâu có sống nhiều với nó đâu, và chúng ta chỉ có một lần trong đời sống, thì cái gì chúng ta thử đi. Người khác thử được, người khác ăn được, người khác làm được thì mình cũng được. Và mình cứ ăn hoài với nó đâu mà mình sợ. Mình hãy thử đi, thử một lần đi. Nó có mất mát gì của mình đâu, nó có làm cho mình chết đâu. Người ta ăn, người ta sống, người ta rất là tuyệt vời mà. Thì mình thử đi. Cuộc đời là sự trải nghiệm mà. Đắt quá không có tiền thì nó như thế nào Nó làm cho mình khát khao hơn. Và mình đặt mục tiêu để mình có tiền là mình thử nó liền. Chứ còn cứ nói rằng là không có tiền thì làm sao mà làm. Nhưng mà cái câu hỏi đặt ra là có phải là do chúng ta thiếu khát khao không? Chúng ta thiếu mục tiêu không? Cuối cùng chúng ta không có tiền không? Để có được tiền, các bạn có đồng ý là để có được tiền là chúng ta có rất là nhiều trải nghiệm chúng ta mới có tiền hay không? Hay là chúng ta đi kiếm tiền là chúng ta có tiền? Cái người họ trả tiền cho chúng ta, đó là do cái sự trải nghiệm của chúng ta, chứ không ai cho tiền chúng ta là do chúng ta đi kiếm tiền hết. Do cái sự giỏi giang của chúng ta. Các bạn, mình viết cái quyển sách này, các bạn đọc các bạn thấy hay, các bạn mới giới thiệu cho bạn bè và nhiều người biết. Và chính những cái người đó, họ mới
mua sách của mình, vậy để mình viết cái quyển sách hay, đó là cái sự trải nghiệm. Và mình sẵn sàng trải nghiệm nên mình viết ra những cái quyển sách nó hay. Và chính cái điều này nó mới giúp cho mình có tiền, bởi vì độc giả họ đọc hay nên họ giới thiệu đến người khác và mình có tiền. Các bạn đọc một cuốn của mình hay thì các bạn sẽ mua quyển thứ hai. Và các bạn đọc quyển thứ hai các bạn thấy hay quá, các bạn mua quyển thứ ba. Và các bạn thấy không, cái sự trải nghiệm, cái sự làm việc, cái sự chú tâm nó làm cho chúng ta có tiền, chứ không phải là chúng ta nói là chúng ta không có tiền là chúng ta ngồi đó chúng ta chờ là nó có tiền. Nó không phải vậy, nó hoàn toàn nó không phải vậy. Một cái điện thoại nó sắp hết pin rồi, cái bên YouTube nó sắp hết pin rồi, mình sẽ no nhanh, chúng ta nó hết pin mất. Ok chưa? Cái điều thứ 9 là các bạn đã viết về cái câu chuyện cuộc đời của mình chưa? Nếu bây giờ viết về cái câu chuyện cuộc đời của mình thì bạn viết về nó như thế nào? Một trong cái nguyên nhân mà chúng ta không sẵn sàng viết, chúng ta sẵn sàng chôn vùi cái câu chuyện cuộc đời của chúng ta, và thế là chúng ta không sẵn sàng trải nghiệm. Nếu bây giờ bắt buộc phải viết cái câu chuyện cuộc đời của bạn thì cái điều gì nó đáng nói trong cái cuộc đời của các bạn? Chẳng lẽ nó cứ tèn tèn, nó nhàn nhạt, nó như vậy hay sao? Các bạn có sẵn sàng viết cái câu chuyện của cuộc đời của mình chưa? Và nếu ai đó mà chịu khó viết cái câu chuyện cuộc đời của mình trước khi bạn bạn ra đi, thì bạn để lại cái câu chuyện cuộc đời của mình, hay là lúc mà bạn đang sống này nè, bạn sẵn sàng viết cái câu chuyện cuộc đời của mình đi, thì tự nhiên bạn thấy nó như thế nào? Bạn thấy nó vô cùng tuyệt vời. Bạn thấy nó tốt đẹp và bạn thấy nó ý nghĩa lắm. Bởi vì bạn không bao giờ hình dung là bạn phải viết cái câu chuyện về cuộc đời của mình. Bạn nghĩ rằng là bạn phải chôn nó đi, bạn phải mất nó đi. Bạn thậm chí là bạn không muốn cho ai biết về cái câu chuyện cuộc đời mình. Và đó là lý do mà bạn không có phấn đấu để bạn làm cho cái cuộc đời của chúng ta nó càng ngày nó càng tốt và nó càng ý nghĩa ra. Bạn làm cho cuộc đời của chúng ta càng ngày nó tàn tàn, nó nhàn nhạt ra. Bạn có sẵn sàng viết về cái câu chuyện cuộc đời của mình không? Và cái điều thứ 10, mình nói nhanh bởi vì một cái điện thoại của mình, cái kênh bên YouTube nó sắp hết pin rồi. Cái điều thứ 10 mình muốn gửi đến các bạn là các bạn có sẵn sàng quyên góp cho ai đó một cái điều gì đó hoàn toàn không điều kiện. Dạo này thầy hết nói lắp rồi. Đúng rồi, khi mà mình nói từ từ từng bước thì mình hết nói lắp rồi, bạn Nguyễn Văn Anh. Còn không, mình cũng nói lắp dữ lắm. Bạn có sẵn sàng quyên góp, bạn có sẵn sàng tặng cho ai đó một cái kinh nghiệm, một cái kiến thức gì đó, bạn sẵn sàng làm cái việc đó vô điều kiện không? Bạn có sẵn sàng hay không? Và khi bạn làm được cái việc này là bạn rất là mạnh mẽ. Bạn làm được việc này là cái nguồn năng lượng của bạn nó càng ngày nó càng mạnh mẽ ra, bởi vì bạn đã tạo ra được cái nền tảng, đó là bạn đã giúp đỡ cho người đó, giúp đỡ người đó về vật chất, giúp đỡ người đó về tinh thần, thì bạn đã tạo ra được một cái tuyệt vời, đó là các bạn đã tạo phúc. Cái cách nào để tạo phúc, tạo cái phúc cho cuộc đời của mình đó, các bạn có phúc thì chúng ta còn có tất cả, hết phúc là công việc làm ăn chúng ta, thậm chí sức khỏe chúng ta nó đầy xuống. Cái cách nào để tạo phúc thì nếu mà tối mai mình rảnh, mình sẽ live stream cho bạn cái chủ đề đó. Chúng ta tạo phúc bằng cái cách nào, các bạn có muốn mình chia sẻ cái chủ đề tối mai không ạ? Có những cách để chúng ta tạo phúc, các bạn có sẵn sàng không ạ? Và khi các bạn nào mà hiểu cái điều này thì các bạn không dám làm bậy nữa, các bạn không dám làm gian dối nữa. Cái điều thứ 10 là chúng ta quyên góp, chúng ta cho tặng một cách vô điều kiện, không có một cái điều kiện gì hết, thì các bạn có dám làm cái việc đó hay không?
Và bạn nào có đồng ý với mình là tối mai, nếu mà mình tranh thủ được tối mai vẫn giờ này, mình sẽ chia sẻ cho bạn những cái cách để chúng ta tạo phúc, tạo cái phúc cho cuộc đời của mình á. Thì nhiều bạn đồng ý, kể cả khi livestream này stop rồi, tại vì nó sắp hết pin, stop rồi mà các bạn vẫn cứ nói sẵn sàng nhiều, thì nó là cái động lực để tối nay mình như thế nào, mình sẽ chia sẻ bạn những cái điều tuyệt vời để chúng ta tạo ra cái phúc cho cuộc đời của chúng ta, cái phúc cho gia đình của chúng ta, và chúng ta mang lại cái phúc cho con cháu của chúng ta. Chúng ta không có cái chuyện mà chúng ta có trên đời này là ngẫu nhiên, nó đó do cái công sức. Nhiều người họ tự phụ, họ nói do cái công sức họ tạo ra. Những gì các bạn có được ngày hôm nay là do tổ tiên của chúng ta, do ông bà của ta cho năng lượng của ta. Dĩ nhiên có một phần đóng góp của các bạn để bạn có được cái điều đó. Và các bạn nào mà vô phúc, các bạn mà tiêu tan hết cái phúc, thì dù có, bạn có đồng ý với mình rằng có rất là nhiều người giỏi, có rất là nhiều người thông minh, họ có rất là nhiều kinh nghiệm, nhưng mà họ vẫn cứ tan gia bại sản không? Bởi vì họ không còn cái phúc nữa. Không phải thông minh giỏi giang, dĩ nhiên những cái điều đó nó kết hợp lại. Ok các bạn. Và các bạn nào mà mua sách của mình thì các bạn comment số điện thoại xuống, thì sách sẽ gửi đến nhà các bạn trên khắp mọi miền đất nước. Chúc các bạn một buổi tối, những ngày cuối năm rất là tuyệt vời. Và bây giờ mình cũng up cái live stream đây. Và các bạn nhớ comment số điện thoại xuống để mình gửi sách đến nhà các bạn nhé. Bye bye các bạn. Và các bạn nào mà muốn cái chương trình tặng sách thì các bạn bấm vào cái đường link tặng sách, và các bạn làm theo đúng cái game đó.